Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Kiều Duyên, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Đông Phương Học, chuyên ngành Úc Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến từ Lâm Đồng, một cao nguyên xinh đẹp và yên bình với khí hậu mát mẻ, trong lành, ôn hòa hơn bất cứ nơi đâu. Quê tôi nổi tiếng với chè, cà phê và những phong cảnh đẹp. Tôi thích đọc sách, khám phá những điều mới mẻ. Tôi thích nghe nhạc, ca hát và tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động rèn kỹ năng mềm. Ước mơ của tôi sau này sẽ trở thành một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Tôi luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình và những thứ được ban tặng. Hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi đó chính là gia đình và thời gian. Trong ngôn sống của tôi đó chính là: đừng biến cuộc đời của bạn thành một con đường mà ai cũng có thể đi, hãy cố gắng để biến nó thành một bầu trời mà ai cũng phải ngước nhìn. Từ nhỏ tôi đã ao ước sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng của Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến với bề dày hoạt động từ năm 1995 đến nay, với thành tích cao trong giảng dạy và nghiên cứu. Đồng thời, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo đa ngành nghề và lĩnh vực của Việt Nam với hơn 200 ngành đào tạo ở các bậc đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ. Đại học Quốc gia còn nổi tiếng với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và nhiệt huyết. Hơn thế nữa, chất lượng đào tạo và giảng dạy của Đại học Quốc gia ngày càng được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên cũng như nhu cầu nhân lực của quốc gia. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là ước mơ của riêng bản thân tôi mà còn là ước mơ của rất nhiều người khác, bởi chính với danh tiếng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khiến cho mọi người cảm thấy an tâm và tin tưởng. Không những mạnh về mảng đào tạo, Đại học Quốc gia còn nổi tiếng với các hoạt động đoàn thể. Chính vì thế, khi là sinh viên của trường, các bạn sẽ trở nên năng động hơn, tự tin hơn và ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Tôi tin chắc rằng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo cho các bạn cũng như bản thân tôi một tương lai vững chắc khi các bạn là sinh viên của trường. Với bản tính yêu thích tham gia các hoạt động xã hội và sự năng động, cùng với niềm đam mê khám phá những chân trời mới và đặc biệt là niềm đam mê với ngoại ngữ, tôi biết rằng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là môi trường phù hợp với tôi nhất. Là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 26 khoa và bộ môn, có thế mạnh là ngoại ngữ và các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, tôi tin rằng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ chắp cánh cho ước mơ của tôi. Yêu thích tìm hiểu nền văn hóa lâu đời và đặc sắc của các nước phương Đông, tôi chọn khoa Đông Phương Học làm điểm đến cho mình trong suốt 4 năm đại học. Với 6 chuyên ngành, khoa Đông Phương Học sẽ là một môi trường thích hợp để tôi vẫy vùng và thả sức tìm tòi, khám phá. Bên cạnh việc học và nghiên cứu về văn hóa, chính trị cũng như xã hội các nước, thì tôi còn được học ngoại ngữ, ngôn ngữ của chuyên ngành mà tôi lựa chọn. Ngành tôi chọn, Úc học đến với tôi như một cơ duyên. Học Úc học, tôi không những được học về văn hóa, chính trị, xã hội Úc mà còn học thêm tiếng Anh, một ngôn ngữ hay và năng động bậc nhất hiện nay. Ngoại ngữ sẽ là hành trang giúp tôi cảm thấy tự tin hơn, cũng như là một nền tảng vững chắc cho tôi bước vào đời. Tôi đến với cuộc thi này với mong muốn nỗ lực vượt qua chính mình và thử sức ở một cuộc thi mới. Tôi hy vọng rằng tôi và tất cả các thí sinh sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời.